Việc đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra những cái đường căn cho sản phẩm này nhé. Các bạn giữ phím Ctrl kéo lên bên trên cho mình. Tiếp tục là chúng ta sẽ kéo đường căn về phía bên tay trái. Kéo đường căn xuống bên dưới này. Và về phía bên tay phải nhé. Các bạn sẽ vào phần là Insert Picture, chúng ta sẽ chèn cho mình một hình ảnh vào trong sản phẩm này. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn hình ảnh rồi nhé. Các bạn chọn hình ảnh xong, chúng ta sẽ ấn vào phần Insert để chèn hình ảnh vào trong slide. Tiếp tục là các bạn vào phần Format, click chọn trong phần Crop này. Chúng ta sẽ chọn là Aspect Ratio này. Các bạn chọn cho mình cái tỷ lệ khung hình là 16.9. Làm cho cái khung hình nó sẽ được đầy. Các bạn vào phần thẻ lệnh Insert Shape, các bạn chọn cho mình là hình Around này nhé. Chúng ta sẽ quét chọn một đối tượng trên màn hình. Chúng ta sẽ kéo về phía bên tay phải này. Tiếp tục là các bạn có cái điểm nút màu vàng này, chúng ta sẽ kéo dịch về phía bên tay phải. Các bạn vào phần Format, click chọn cho mình trong phần Shape Outline này, chúng ta sẽ bỏ đường viền của đối tượng này đi. Tiếp tục là chúng ta vào phần Shape Fill, các bạn chọn là Eyedropper để chúng ta chọn một cái màu sắc trên cái sản phẩm này. Chúng ta sẽ giữ phím là Ctrl cộng Shift và kéo đối tượng này về phía bên tay phải. Chúng ta sẽ thấy nó có một đối tượng thứ hai được nhân đôi lên. Các bạn sẽ chuột phải vào đối tượng mình vừa tạo ra, chọn Format Shape. Trong phần Fill này, các bạn tăng cho mình cái độ trong suốt của đối tượng lên 40 nhé. Tiếp tục là chúng ta sẽ giữ phím Ctrl cộng Shift để tạo ra đối tượng thứ ba. Các bạn tăng lên cho mình là 80. Cái sắc độ của nó sẽ giảm dần. Sau khi xong thì chúng ta sẽ quét chọn các đối tượng này. Các bạn chuột phải chọn Center Back. Tiếp tục là với phần hình ảnh, chúng ta cũng sẽ chuột phải chọn Center Back để đưa xuống dưới. Các bạn sẽ click chọn cho mình là trong phần Insert Text Box để chúng ta chèn một cái văn bản vào trong đối tượng này. Chúng ta sẽ thay đổi phông chữ cho đối tượng. Các bạn sẽ thay đổi màu sắc cho chữ. Các bạn sẽ chỉnh làm sao để cái đường căn này thì các đối tượng sẽ nằm trên một cái đường thẳng nhé. Tiếp tục là chúng ta sẽ vào phần Insert Shape. Các bạn sẽ vẽ cho mình một đối tượng. Shape Outline để chúng ta bỏ đường viền đi. Và vào phần Shape Fill này, chúng ta đổ màu sắc cho đối tượng. Chúng ta sẽ kéo xuống bên dưới này, sẽ có một cái điểm nút nữa. Các bạn sẽ để ngắn cái đối tượng này lại. Chúng ta vào Insert Text Box để chèn một đoạn văn bản vào đây. Và ấn là bằng này, lorem mở ngoặc là 1. Chúng ta sẽ thay đổi cái đối tượng chữ và thay đổi phông chữ cho đối tượng. Chúng ta sẽ nhân đôi cái đối tượng này xuống bên dưới này.
Tiếp tục là chúng ta vào phần Insert Shape để chúng ta vẽ một hình vuông. Shape Fill, chúng ta thay đổi màu sắc. Và chúng ta sẽ để cái số thứ tự này ở phía bên dưới. Và cuối cùng là chúng ta sẽ cài đặt hiệu ứng cho các đối tượng này. Các bạn click chọn vào phần hình ảnh, chọn Animation này, chọn cho mình là hiệu ứng là phần Face nhé. Tiếp tục với các đối tượng tiếp theo, chúng ta sẽ chọn là Fly In. Trong phần Effect Option, các bạn chọn cho mình là From Left. Duration này các bạn sẽ tăng lên cho mình là khoảng 1 giây. Các bạn mở cho mình hộp thoại là Animation Pen này. Và đây là trong cái hiệu ứng đầu tiên của phần hình ảnh, các bạn sẽ chọn cho mình là Start with Preview. Tức là chúng ta sẽ hình ảnh sẽ xuất hiện sau khi mà chúng ta mở slide. Với đối tượng thứ hai các bạn chọn là Start with Preview. Chúng ta sẽ để cái độ delay của nó là 0.5 giây. Tiếp tục là chúng ta sẽ quét chọn cái định dạng lên các đối tượng tiếp theo. Các bạn chọn là Animation Pen này nhé. Trong phần hộp thoại này thì các bạn sẽ để cái phần delay của nó sẽ trễ hơn một chút thôi. Tiếp tục là chúng ta chèn hiệu ứng cho các đối tượng là chữ này nhé. Flat in này. Chúng ta cũng sẽ chọn trong phần này là Start After Previous nhé. Với đối tượng này các bạn chọn cho mình là Split nhé. Trong phần Effect Option chúng ta sẽ chọn là Horizontal Out là từ trong ra ngoài. Với đối tượng chữ các bạn sẽ chọn cho mình là Width. Effect Option là From Left. Chúng ta sẽ quét chọn lại định dạng cho các đối tượng này. Và như vậy là chúng ta đã cùng nhau thực hành xong sản phẩm. Các bạn sẽ ấn F5 hoặc ấn Slide Show để chúng ta xem lại sản phẩm này nhé. Và như vậy là trong video này, mình đã từng bước để hướng dẫn các bạn thực hành thiết kế một mẫu slide trình chiếu trong phần mềm PowerPoint. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy bình luận, like và subscribe để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!